Thanh Hóa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng sau 2 ngày mưa lũ lớn. Hàng nghìn hộ dân đã bị cô lập, tập trung ở huyện Nông Cống và Thường Xuân. Một trong những ưu tiên cần làm ngay lúc này ở vùng ngập lụt là cứu trợ cho bà con vượt qua những ngày thiên tai khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đây là số hàng cứu trợ đầu tiên đến với xã Thượng Sơn, một trong những xã ngập nặng nhất của huyện Nông Cống. Dù chỉ là những gói mì tôm, song đây là ưu tiên số 1 khi nước sông chưa rút. 400 hộ dân bị nước lũ bao vây từ phía, giao thông chưa cắt hoàn toàn. Dù thông tin mưa lũ đã được thông báo, song rất nhiều người dân ở Tượng Sơn vẫn không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh. Chúng tôi người dân vùng thiên tai thì cảm thấy một cái trong lòng mình thấy cảm phấn khởi, rồi cũng có một cái sự là cổ vũ mình để vượt qua những cái khó khăn. Những đứa trẻ vùng lũ dù chưa cảm nhận hết được sự dữ dội của thiên tai, nhưng chúng cũng biết rằng bữa ăn đã không còn là cơm như mọi ngày. Phía dưới mặt nước, con thuyền chúng tôi đang di chuyển khoảng 2,5 mét nước là lúa và hoa màu của bà con nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, một trong những vùng rốn lũ của huyện Nông Cống. Nơi đây không chỉ đón nhận lượng mưa trực tiếp mà còn là nước sông dâng cao và đặc biệt là các hồ chứa bao quanh và khi xả lũ đồng thời gây ra tình trạng ngập úng rất nghiêm trọng. Lũ lên đột ngột, người dân chỉ kịp sơ tán tài sản có giá trị. Gia súc, gia cầm cũng được đưa vào trong nhà để giảm thiểu thiệt hại. Mà nó lên nhanh lắm, có chiếu mà nó lên không, em không tưởng tượng được, em ơi hơi sao mà hôm nay nó nhanh thế, mà không biết họ có xá không mà nó lên nhanh. Thế mà đến giờ trời nó lên mà nhà của nó có em nước cũng cao mà giờ nước cũng vẫn đến. Còn chuồng lợn em cũng cao mà vậy trời nó cũng tràn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống, mưa lũ trên địa bàn là hết sức nguy hiểm khi tổ hợp của nhiều yếu tố mưa lũ, nước sông dâng cao và các hồ đồng loạt xả lũ. Do tình hình ngập dự báo sẽ còn kéo dài nên ưu tiên lúc này là cứu trợ cho người dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Nông Cống, 355 hộ dân trên tổng cộng gần 5.000 hộ dân bị ngập nước đã được di rời đến nơi an toàn. Và hiện nay là huyện đang triển khai cái công tác là cứu trợ, đưa các cái mặt hàng là như mì tôm và một số các cái mặt hàng mà không phải nấu để phục vụ cho cái thời gian trước mắt cho nhân dân trong cái vùng ngập lũ. Cái thứ hai nữa là những cái hộ mà gia đình nó khó khăn thì phải chuẩn bị cho cái phương án cứu trợ mới. Thanh Hóa là một trong những tâm mưa lớn nhất trong đợt này nên mưa lũ rất phức tạp, được nhận định tương đương với đợt lũ lớn năm 2010 ở miền Trung. Thống kê đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 3 người chết và nghìn hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta cứu trợ và hỗ trợ được triển khai tại chỗ. Các huyện đã tập trung chỉ đạo rất là tích cực và có cái sự tham gia của các lực lượng ở huyện tại chỗ và có lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ để mà đảm bảo cho cái việc sơ tán dân diễn ra nhanh và đảm bảo được cái yêu cầu. Trong chiều nay, mưa tại Thanh Hóa đã giảm, các hồ cũng giảm bức xả, nhưng do nước sông còn cao nên nhiều khu dân cư vẫn bị ngập nặng. Mưa vẫn chưa ngừng và người dân sẽ có một đêm vất vả để chống lũ.